Chương 9. Nhà Trần, thời kỳ thứ hai, từ năm 1293 đến 1341. Một La Mã, Trần Anh Tông, từ năm 1293 đến 1314. Niên hiệu Hưng Long. Một nhỏ, Đức Độ Vua Anh Tông. Thái tử Trần Thuyên lên ngôi, tức là vua Anh Tông. Anh Tông lúc đầu hay uống rượu và đêm thường hay lén ra ngoài đi chơi, có khi bị đồ vô lại phạm đến. Một hôm uống rượu say đến nỗi Nhân Tông Thượng Hoàng ở Thiên Trường về kinh, các quan đều ra đón rước cả mà vua vẫn nằm ngủ. Thượng Hoàng giận lắm, truyền xa giá lập tức về Thiên Trường và hạ chiếu cho bách quan phải về đấy hội nghị. Khi anh Tông tỉnh rượu, biết Thượng Hoàng về kinh, sợ hãi quá, vội vàng chạy ra ngoài cung, gặp một người học trò tên là Đoàn Nhữ Hài, mượn thảo bài biểu để dâng lên tạ tội, rồi cùng với Nhữ Hài xuống thuyền đi suốt đêm đến phủ Thiên Trường. Thượng Hoàng xem biểu rủa quở mắng một lúc và tha lỗi cho anh Tông. Về đến kinh sư, anh Tông cho Đoàn Nhữ Hài làm ngự sử trung tán và từ đấy không uống rượu nữa. Từ xưa đến nay, vua An Nam vẫn có tục lấy chàm vẽ rồng vào đùi, nhưng anh Tông không muốn theo tục ấy. Một hôm Thượng Hoàng bảo anh Tông rằng: "Dòng dõi nhà mình vẫn vẽ mình để nhớ gốc ngày xưa, nay nhà vua phải theo tục ấy mới được." Anh Tông tuy vân mệnh, nhưng lừa khi Thượng Hoàng bận việc khác, lẫn đi không cho vẽ. Từ đấy vua An Nam mới không vẽ mình nữa. Tính vua anh Tông hay vẽ, thường có làm một tập Thủy Vân Tùy Bút, nhưng đến lúc sắp mất đem đốt đi, không cho để lại. Sử có chép rằng khi anh Tông đau nặng, hoàng hậu cho đi gọi thầy tăng về để làm lễ xem sự sinh tử. Anh Tông gạt đi mà bảo rằng: "Thầy tăng đã chết đâu mà biết được sự chết." Xem thế thì biết anh Tông là một ông vua hiếu thảo và lại thông minh, cho nên việc triều chính thời bấy giờ có kỷ cương lắm. Trong triều lại có những người tài giỏi, hết lòng giúp việc nước, văn như bọn ông Trương Hán Siêu, võ như ông Phạm Ngũ Lão, đều là người có tài trí cả. Phạm Ngũ Lão là người làng Phù Ủng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hải Dương, chú thích: bây giờ thuộc tỉnh Hưng Yên. Trước theo Trần Hưng Đạo Vương đánh giặc Nguyên, lập được công to, triều đình trọng dụng cho làm đại tướng. Ngũ Lão trị quân có kỷ luật, đại tướng hiệu như người nhà, ở với sĩ tốt cùng chịu cam khổ, cho nên vẫn gọi quân của ông ấy là Phụ Tử Chi Binh, đánh đâu được đấy, thành một người danh tướng nước Nam ta. Ông Phạm Ngũ Lão đã giỏi nghề võ, lại hay nghề văn, thường ngâm bài thơ thuật hoài sau này: "Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn ngư, nam nhi vị liễu công dân trái, tu thính nhân gian thuyết vũ hầu." Bài này có người dịch ra nôm như sau: "Ngọn giáo non sông trải mấy thâu, ba quân hùng hổ khí thôn ngư, công danh nếu để còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện vũ hầu." Thời bấy giờ vua hiền, tôi trung, phép tắc nghiêm trang, thưởng phạt phân minh, chính trị không có điều gì hồ đồ. Việc học hành mở mang rộng rãi, cho nên những người có tài văn học như bọn ông Mạc Đính Chi, ông Nguyễn Trung Ngạn đều được thi đỗ ra làm quan giúp việc triều đình. Thật là một thời rất thịnh về đời nhà Trần vậy. Hai nhỏ, Trần Hưng Đạo Vương mất. Trong đời vua Anh Tông có mấy người danh tướng như là Thượng tướng Trần Quang Khải, thắng trận Chương Dương ngày trước, mất năm Giáp Ngọ 1294, và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1300. Hưng Đạo Vương là một người danh tướng đệ nhất nước Nam, đánh giặc Nguyên có công to với nước, được phong làm Thái Sư, Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Súy, Hưng Đạo Đại Vương. Vua lại sai người về Vạn Kiếp làm sinh từ để thờ ngài ở chỗ dinh cũ của ngài đóng ngày trước. Hưng Đạo Vương làm quan đến đời vua Anh Tông thì xin về trí sĩ ở Vạn Kiếp. Khi ngài sắp mất, vua Anh Tông có ngự giá đến thăm,
nhân thấy ngài bệnh nặng mới hỏi rằng: Thượng phụ một mai khuất núi, phỏng có quân bắt lại sang thì làm thế nào? Hưng Đạo Vương tâu rằng: Nước ta thuở xưa, Triệu Võ Vương dựng nghiệp, Hán đế đem binh đến đánh, Võ Vương sai dân đốt sạch đồng án, không để lương thảo cho giặc chiếm được, rồi đem đại quân sang Châu Khâm, Châu Liêm đánh quận Trường Sa. Chú thích: Chỗ này Hưng Đạo Vương nói lầm. Triệu Võ Vương đóng đô ở Phiên Ngung, tức là ở gần thành Quảng Châu bây giờ, mà Châu Khâm, Châu Liêm thì ở giáp giới nước ta. Lẽ nào đi đánh Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam mà lại quay trở lại Châu Khâm, Châu Liêm? Chắc hẳn người mình ngày trước không thuộc địa đồ, và có lẽ rằng Hưng Đạo Vương lúc nói chuyện đó cũng tưởng là kinh đô của Triệu Võ Vương ở đâu bên nước ta bây giờ, cho nên mới nói như thế chăng? Hết chú thích. Dùng đoản binh mà đánh được, đó là một thời. Đến đời Đinh Lê, nhiều người hiền lương giúp đỡ. Bây giờ nước Nam đang cường, vua tôi đồng lòng, bụng dân phấn chấn, mà bên Tàu đang lúc suy nhược, cho nên ta đắp thành Bình Lỗ thuộc Thái Nguyên, phá được quân nhà Tống, đó là một thời. Đến đời nhà Lý, quân Tống sang xâm, Lý Đế sai Lý Thượng Kiệt đánh mặt Khâm Liêm, dồn đến Mai Lĩnh, quân hùng, tướng dũng, đó là có thể đánh được. Kế đến bản triều, giặc Nguyên kéo đến vây bọc bốn mặt, may được vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước đấu sức lại mà đánh, mới bắt được tướng kia, cũng là lòng trời giúp ta mới được thế. Đại để, kẻ kia cậy có tràn trận, mà ta thì cậy có đoản binh, lấy đoản chống nhau với tràn, phép dùng binh thường vẫn phải thế. Còn như khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió, như lửa, thế ấy là dễ chống. Nếu nó dùng cách dần dà, như tầm ăn lá, thông thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới khó trị. Thì ta nên kén dụng tướng giỏi, liệu xem quyền biến, ví như đánh cờ, phải tùy cơ mà ứng biến. Dùng binh phải đồng lòng như cha con một nhà, thì mới có thể đánh được. Cách ấy cốt phải tự lúc bình thì khoan sức cho dân, để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. Anh Tông chịu lời ấy là rất phải. Được mấy hôm thì ngài mất, vua cùng các quan ai nấy đều cảm thương lắm. Hưng Đạo Vương thật là hết lòng với vua, với nước. Tuy rằng uy quyền lừng lẫy mà vẫn giữ chức phận làm tôi, không dám điều gì kiêu ngạo. Đang khi quân Nguyên quấy nhiễu, ngài cầm binh quyền, Thánh Tông, Nhân Tông cho ngài được chuyên quyền phong tước, trừ ra tự tước hầu trở xuống, cho ngài được phong trước rồi mới tâu sau. Thế mà ngài không dám tự tiện phong thưởng cho ai cả. Phàm những nhà giàu mà ngài có quyên tiền gạo để cấp cho quân ăn, ngài chỉ phong cho làm giả lang tướng mà thôi, nghĩa là tướng cho vay lương. Ngài cẩn thận như thế, và ở với ai cũng thật là công chính. Cho nên đến khi ngài mất, tự vua cho chí bách tính, ai cũng thương tiếc. Nhân dân nhiều nơi lập đền thờ phụng để ghi nhớ cái công đức của ngài. Ba nhỏ, việc đánh Ai Lao. Từ khi quân nhà Nguyên thu chạy về Tàu rồi, phía Bắc được yên, nhưng ở phía Tây Nam có quân Ai Lao thường hay sang quấy nhiễu ở mạn Thanh Hóa, Nghệ An. Trước vua Nhân Tông đã thân chinh đi đánh mấy lần. Quân Lào tuy thua, nhưng hễ quan quân rút về, giặc lại sang cướp phá. Sau anh Tông sai tướng quân là Phạm Ngũ Lão đi đánh 3-4 phen nữa. Đánh trận nào quân Lào cũng bị giết hại rất nhiều, cho nên từ đó phía Thanh Nghệ mới được yên. Bốn nhỏ, sự giao thiệp với Chiêm Thành. Nước Chiêm Thành đối với An Nam từ ngày nhà Trần lên làm vua, hai nước không có điều gì lôi thôi. Đến khi Nhân Tông đi đánh Lào trở về thì bỏ đi tu. Trước ở chùa Võ Lâm, làng Võ Lâm, phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau về ở Yên Tử Sơn, huyện Yên Hưng, Quảng Yên. Năm Tân Sửu 1301, Thượng Hoàng đi sang Chiêm Thành xem phong cảnh, có ước gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm là Chế Mân. Được ít lâu, Chế Mân cho người đưa vàng bạc và các sản vật sang cống và xin cưới. Triều thần có nhiều người không thuận, Chế Mân lại xin dâng châu Ô và châu Ri. Chú thích: Châu Ri cũng được gọi là châu Rí hay châu Lý, để làm lễ cưới. Bây giờ anh Tông mới quyết ý thuận gả.
đến tháng 6 năm Bính Ngọ 1306 cho công chúa về Chiêm Thành. Sang năm sau 1307, vua Anh Tông thu nhận hai châu Ô và Ri, đổi tên là Thuận Châu và Hóa Châu, rồi sai quan là Đoàn Nhữ Hài vào Kinh Lý và đặt quan cai trị. Huyền Trân công chúa lấy Chế Mân chưa được một năm thì Chế Mân mất. Mà theo tục Chiêm Thành, hễ phi vua đã chết thì các hậu phải hỏa thiêu chết theo. Anh Tông được tin ấy, sai Trần Khắc Chung giả mượn tiếng vào thăm để tìm kế đưa công chúa về. Từ khi Chế Mân mất rồi, Chế Chí lên làm vua Chiêm Thành. Nhưng Chế Chí hay phản trắc, không giữ những điều giao ước trước. Cho nên năm Tân Hợi 1311, Anh Tông cùng với Huệ Võ Vương Trần Quốc Chân, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư phân binh làm ba đạo sang đánh Chiêm Thành, bắt được Chế Chí đem về An Nam và phong cho người em là Chế Đà A Bà làm vua Chiêm Thành. Chế Chí bị An Nam được phong là Hiệu Thuận Vương, nhưng chẳng được bao lâu thì mất ở huyện Gia Lâm. Vua sai đưa hỏa táng. Từ đó về sau, nước Chiêm và nước Nam thành ra có điều thù oán mãi. Năm Mậu Thân 1308, Nhân Tông Thượng Hoàng mất ở chùa Yên Tử Sơn. Năm Giáp Dần 1314, Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Mạnh, rồi về làm Thái Thượng Hoàng ở Phủ Thiên Trường đến năm Canh Thân 1320 thì mất. Anh Tông trị vì được 21 năm, nhường ngôi được 6 năm, thọ 54 tuổi. Hai La Mã Trần Minh Tông, từ năm 1314 đến 1329, niên hiệu Đại Khánh. 1314 đến năm 1323 Khai Thái, từ năm 1324 đến năm 1329. Năm Giáp Dần 1314, Thái tử Mạnh lên ngôi làm vua, tức là vua Minh Tông. Thời bấy giờ làm quan tại triều có Đoàn Nhữ Hài, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, vân vân, đều là những người có tài cán trí lự cả. Trong nước được yên trị, việc giao hiếu với nước Tàu thì tuy rằng có lôi thôi về đường phân địa giới, nhưng đại khái vẫn được hòa hảo. Duy chỉ có nước Chiêm Thành, từ khi Chế Chí chết rồi thì người Chiêm cứ hay sang quấy nhiễu ở phía Nam, cho nên phải dùng đến Can Hoa. Năm Mậu Ngọ 1318, Minh Tông sai Huệ Võ Vương Trần Quốc Chân và tướng quân Phạm Ngũ Lão đem binh đi đánh. Vua Chiêm là Chế Năng phải bỏ thành mà chạy. Còn những việc chính trị ở trong nước thì năm Ất Mão 1315 lập lệ cấm người trong họ không được đi thư kiện nhau. Năm Bính Thìn 1316 duyệt định văn võ quan cấp. Năm Quý Hợi 1323 mở khoa thi thái học sinh. Năm ấy lại cấm quân sĩ không được vẽ mình như trước. Nước ta bỏ thói vẽ mình từ đấy. Minh Tông vốn là ông vua có lòng nhân hậu, hay thương yêu nhân dân, nhưng chỉ vì nghe nịnh thần cho nên giết oan Huệ Võ Vương Trần Quốc Chân, là người làm quan có công với nước. Trần Quốc Chân là thân sinh ra hoàng hậu và lại có công đi đánh Chiêm Thành thắng trận mấy lần. Nhưng vì hoàng hậu chưa có hoàng tử, triều thần phân ra làm hai đảng. Một đảng thì có Văn Hiến Hầu và Trần Khắc Chung xin lập hoàng tử Vượng là con bà Thứ làm thái tử. Một đảng thì có Trần Quốc Chân xin chờ cho hoàng hậu có con trai rồi sẽ lập thái tử. Sau Văn Hiến Hầu cho tên Trần Nhạc, là đầy tớ của Trần Quốc Chân 100 lạng vàng, xúi nó vu cáo cho Quốc Chân làm mưu phản. Minh Tông bắt Quốc Chân đem giam ở chùa Tư Phúc. Trần Khắc Chung xin vua trừ Quốc Chân đi, lấy lẽ rằng bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó. Minh Tông nghe lời ấy, cấm không cho Quốc Chân ăn uống gì cả. Đến nỗi khát nước quá, hoàng hậu phải lấy áo nhúng xuống nước rồi mặc vào vắt ra cho uống. Uống xong thì chết. Sau có người vợ lẽ tên Trần Nhạc ghen nhau với vợ cả, đi tố cáo ra sự. Trần Nhạc lấy vàng và sự vu cáo cho Trần Quốc Chân. Bây giờ mới rõ cái tình oan của một người trung thần. Minh Tông làm vua đến năm Kỷ Tỵ 1329. Chú thích: sách gốc ghi là năm Ất Tỵ, ở đây chúng tôi đã sửa lại. Khi nhường ngôi cho Thái tử Vượng rồi về làm Thái Thượng Hoàng. Ba La Mã Trần Hiến Tông,
1329-1341, niên hiệu Khai Hữu. Thái tử Vượng mới có 10 tuổi lên làm vua, tức là vua Hiến Tông. Hiến Tông chỉ làm vua lấy vì mà thôi, quyền chính ở cả Tây Minh Tông Thượng Hoàng, cho nên tuy ngài có làm vua được non 13 năm, nhưng không được tự chủ việc gì. Một nhỏ giặc Ngưu Hống. Minh Tông Thượng Hoàng vừa nhường ngôi xong, thì ở Mạn Đà Giang có mượn Ngưu Hống làm loạn. Thượng Hoàng phải thân chinh đi đánh. Người Ngưu Hống ở trại Chim Chiêu đưa thư đến giả xin hàng. Nhưng khi đạo quân ở Thanh Hóa đi đến nơi, thì bị người ở trại ấy đổ ra đánh, phải thua chạy. Thượng Hoàng đem đại binh tiến lên, thanh thế lừng lẫy, quân Ngưu Hống bỏ chạy cả vào rừng. Quân giặc tuy thua nhưng không trừ hết được. Mãi đến năm Đinh Sửu 1337, tướng nhà Trần là Hưng Hiếu Vương chém được thủ đảng Ngưu Hống ở trại Trịnh Kỳ, thì giặc ấy mới yên. Hai nhỏ giặc Ai Lao. Trong khi giặc Ngưu Hống còn đang quấy nhiễu, giặc Ai Lao lại sang đánh phá. Năm Giáp Tuất 1334, chú thích: sách gốc ghi là năm 1384, ở đây chúng tôi đã sửa lại. Minh Tông Thượng Hoàng lại phải thân chinh đi đánh, sai ông Nguyễn Trung Ngạn vào Thanh Hóa xung chức phát vận sứ để vận lương đi trước. Thượng Hoàng đem đại quân vào sau. Khi đại quân vào đến Kiềm Châu thuộc huyện Tương Dương, Nghệ An, quân Ai Lao nghe tiếng đều bỏ chạy cả. Thượng Hoàng bèn sai ông Nguyễn Trung Ngạn làm bài bia khắc trên núi để ghi công. Bài bia ấy chữ to bằng bàn tay, khắc vào đá sâu một tấc, đến nay hãy còn. Văn bài hia ấy dịch ra chữ Nôm như sau này: Chương Nghiêu Văn Triết Thái Thượng Hoàng là vua thứ 6 đời nhà Trần, nước Hoàng Việt, chịu mệnh trời nhất thống cõi Trung Hạ, trong đất ngoài bể đâu cũng thần phục. Nước Ai Lao nhỏ mọn kia dám ngạnh vương hóa. Cuối mùa thu năm Ất Hợi, vua thân đem 6 quân đi tuần cõi Tây. Thái tử nước Chiêm Thành, nước Chân Lạp, nước Tiêm La và tù trưởng các đạo mán là Quỳ, Cầm, Sa, Lạc, tù trưởng Rợ Bồ Mang, Mới Phụ và các bộ mán Thanh Sa đều mang phương vật tranh nhau đến đón rước. Chỉ có tên nghịch bỗng cứ giữ mê tối, sợ phải tội chưa lại chầu ngay. Cuối mùa đông, vua đóng quân ở cánh đồng Cự thuộc Châu Mật, sai các tướng và quân rợ mọi vào tận nước. Nghịch bỗng theo gió chạy trốn, vua mới xuống chiếu đem quân về. Lúc bấy giờ là ngày tháng Chạp nhuận năm Ất Hợi, niên hiệu Khai Hữu thứ 7, khắc vào đá. Xem văn từ thì hình như việc Minh Tông Thượng Hoàng đi đánh Ai Lao thật là hống hách lắm. Nhưng cứ sự thật thì quân ta bấy giờ chưa ra khỏi cõi, mà giặc Ai Lao vẫn chưa trừ được. Còn như việc thái tử nước Chân Lạp và nước Tiêm La vân vân sang chầu, thì thiết tưởng đấy là một lối làm văn của nhà làm bia, nói cho trân trọng đó mà thôi, chứ chưa chắc đã hợp với sự thật. Năm sau quân Ai Lao lại sang cướp ở ấp Nam Nhung thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Minh Tông Thượng Hoàng lại ngự giá đi đánh lần nữa. Ngài sai quan kinh lược đại sứ tỉnh Nghệ An là Đoàn Nhữ Hài làm đô đốc chư quân. Đoàn Nhữ Hài khinh quân Lào hèn yếu, chắc đánh là tất được. Đến khi đem quân đến ấp Nam Nhung qua sông Tiết La, chẳng may phải hôm có sương mù, bị phục binh của Lào đổ ra đánh. Quan quân thua chạy cả xuống sông, chết đuối nhiều lắm. Đoàn Nhữ Hài cũng chết đuối. Xét ra nước Ai Lao đã sang quấy nhiễu đất An Nam từ đời vua Nhân Tông và vua Anh Tông. Quan quân đã phải đi đánh nhiều lần, nhưng lần nào đánh xong thì cũng chỉ yên được độ vài ba năm, rồi giặc lại sang phá. Mà quan quân có đi đánh thì cũng đánh cho nó đừng sang ăn cướp ở đất mình nữa mà thôi, chứ không có lúc nào định chiếm giữ đất Lào cả. Có lẽ là tại đất Lào nhiều rừng lắm núi, phải sơn lam thủy chướng, đường xá xa xôi, vận tải khó nhọc, cho nên quân ta không ở được lâu. Còn người Lào thì họ thuộc đường xá, quen phong thổ, tiến thoái tùy tiện. Thắng trận thì họ tiến lên đánh, bại trận thì họ rút quân đi, mình không biết đâu mà đuổi. Bởi thế cho nên quân ta vẫn đánh được giặc, mà giặc vẫn còn, thành ra cứ phải đi đánh mãi. Hiến Tông làm vua đến năm Tân Tỵ 1341 thì mất, trị vì được 13 năm, thọ
họ 23 tuổi. Chương 10. Nhà Trần, thời kỳ thứ 3, từ năm 1341 đến năm 1400. Một La Mã, Trần Dụ Tông, từ năm 1341 đến 1369, niên hiệu Thiệu Phong, từ năm 1341 đến 1357, Đại Trị, từ năm 1358 đến 1369, một nhỏ, Việt Chính Trị. Hiến Tông không có con, Minh Tông Thượng Hoàng lập người em tên là Hạo lên làm vua, tức là vua Dụ Tông. Trong những năm Thiệu Phong là mười mấy năm đầu, tuy Dụ Tông làm vua, nhưng quyền chính trị ở Minh Tông Thượng Hoàng quyết đoán cả. Cho nên dẫu có phải mấy năm tai biến mất mùa đói khổ, nhưng việc chính trị còn có thứ tự. Từ năm Đại Trị Nguyên Niên 1358 trở đi, Thượng Hoàng mất rồi, bọn cựu thần như ông Trương Hán Siêu, ông Nguyễn Trung Ngạn cũng mất cả. Từ đó việc chính trị bỏ trễ nải, kẻ gian thần mỗi ngày một đắc chí. Ông Chu Văn An là một nhà danh nho thời bấy giờ và đang làm quan tại triều, thấy chính trị bại hoại, làm sớ dâng lên xin chém 7 người quyền thần. Vua không nghe, ông ấy bỏ quan về ở núi Chí Linh. Vua Vũ Tông về sau cứ rượu chè chơi bời, xây cung điện, đào hồ lấp núi, rồi lại cho gọi những người nhà giàu vào trong điện để đánh bạc, bắt vương hầu công chúa phải đặt chuyện hát tuồng. Chú thích: khi quân nhà Trần đánh được quân nhà Nguyên, có bắt được một tên hát bội là Lý Nguyên Cát, sau nó ở lại nước ta, lấy cổ truyện mà đặt thành bài tuồng, rồi dạy người mình hát. Khi con hát ra làm trò thì mặc áo gấm, áo vóc, theo nhịp đàn nhịp trống mà hát. Sự hát tuồng ở Việt Nam bắt đầu từ đấy. Hết chú thích. Và bắt các quan thi nhau uống rượu, ai uống rượu được 100 thăng thì thưởng cho 2 trật. Chính sự như thế cho nên giặc cướp nổi lên như ong giấy. Ở Màn Hải Dương thì có giặc Ngô Bệ làm loạn ở núi Yên Phụ. Ở các nơi thì chỗ nào cũng có giặc nổi lên cướp phá, dân tình khổ sở, năm nào cũng phải đói kém. Cơ nghiệp nhà Trần bắt đầu suy từ đấy. Hai nhỏ, việc giao thiệp với nước Tàu. Bây giờ ở bên Tàu, nhà Nguyên đã suy, trong nước rối loạn. Có bọn Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Chương khởi binh đánh phá. Chu Nguyên Chương giấy binh ở đất Từ Châu, tỉnh An Huy, chiếm giữ thành Kim Lăng, rồi trong 15 năm giúp được nhà Nguyên dẹp yên thiên hạ, dựng nên cơ nghiệp nhà Minh. Năm Mậu Thân 1368, Minh Thái Tổ sai sứ đưa thư sang Dụ nước ta. Dụ Tông sai quan lễ bộ thị lang là Đào Văn Đích sang cống. Nước Nam ta bấy giờ tuy đã suy nhược, nhưng mà nhà Minh mới định xong thiên hạ, còn phải sửa sang việc nước, chưa dòm đến nước mình, cho nên cũng chưa có việc gì quan trọng lắm. Ba nhỏ, việc giao thiệp với Chiêm Thành. Từ khi vua nước Chiêm Thành là Chế A Nan mất rồi, con là Chế Mộ và rể là Bồ Đề tranh nhau làm vua. Người Chiêm Thành bỏ Chế Mộ mà theo Bồ Đề. Qua năm Nhâm Thìn 1352, Chế Mộ chạy sang An Nam cầu cứu. Đến năm Quý Tỵ 1353, Vũ Tông cho quân đưa Chế Mộ về nước, nhưng quan quân đi đến đất Cổ Lụy thuộc Quảng Nghĩa, bị quân Chiêm đánh thua, phải chạy trở về. Chế Mộ cũng buồn rầu, chẳng bao lâu thì chết. Người Chiêm Thành từ đấy được thể cứ sang cướp phá ở đất An Nam. Năm Đinh Mùi 1367, Vũ Tông sai Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đi đánh Chiêm Thành. Quan quân đi đến Chiêm Động thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bị phục quân của Chiêm Thành đánh bắt mất Trần Thế Hưng. Đỗ Tử Bình đem quân chạy trở về. Người Chiêm thấy binh thế nước Nam suy nhược, có ý khinh dễ, cho nên qua năm Mậu Thân 1368, vua nước Chiêm cho sứ sang đòi đất Hóa Châu. Việc đòi Hóa Châu này thì sử chỉ chép qua đi mà thôi. Và bây giờ ở nước Nam ta, vua Vũ Tông chỉ lo việc hoang chơi, không tưởng gì đến việc võ bị. Mà ở bên Chiêm Thành thì có Chế Bồng Nga, là một ông vua anh hùng, có ý đánh An Nam để rửa những thù trước. Vậy cho nên hết sức tập trận, luyện binh, bắt quân lính phải chịu khó nhọc cho quen, dàn trận voi cho tiện đường lui tới. Thắng thì cho voi đi trước để xông đột,
bại thì cho boy đi sau để ngăn giữ quân nghịch. Nhờ cách xếp đặt có thứ tự, dụng binh có kỷ luật như thế, cho nên quân Chiêm Thành từ đó mạnh lắm. Sao sang đánh phá thành Thăng Long mấy lần, làm cho vua tôi nhà Trần phải kinh sợ mấy phen. Bốn nhỏ Dương Nhật Lễ, từ năm 1369 đến 1370. Năm Kỷ Dậu 1369, vua Vũ Tông mất không có con. Triều đình định lập cung Định Vương là anh Vũ Tông lên làm vua, nhưng mà bà Hoàng Thái Hậu nhất định lập người con nuôi của cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ. Nguyên mẹ Nhật Lễ là người con hát, lấy người hát bội tên là Dương Khương, có thai rồi mới bỏ Dương Khương mà lấy cung Túc Vương sinh ra Nhật Lễ. Nay lên làm vua, Nhật Lễ muốn cải họ là Dương để dứt ngôi nhà Trần, rồi giết bà Hoàng Thái Hậu và cung Định Vương. Bây giờ cung Tĩnh Vương Phủ ở chỗ kinh sư cũng sợ bị hại, vả lại tính khí cũng nhu nhược, không có ý tranh cạnh, mới bỏ trốn lên mạng Đà Giang. Các quan tôn thất nhà Trần mới hội nhau đem binh về bắt Nhật Lễ giết đi, rồi rước cung Tĩnh Vương về làm vua, tức là vua Nghệ Tông. Hai La Mã Trần Nghệ Tông, từ năm 1370 đến 1372, niên hiệu Thiệu Khánh. Khi Nghệ Tông giết Nhật Lễ rồi, mẹ Nhật Lễ chạy sang Chiêm Thành xin vua nước ấy là Chế Bồng Nga đem quân sang đánh An Nam. Quân Chiêm vượt bể vào cửa Đại An, kéo lên đánh Thăng Long, hoàng quân đánh không nổi. Nghệ Tông phải lánh mình chạy sang Đông Ngạn, ở cổ Pháp làng Đình Bản. Quân Chiêm vào thành, đốt sạch cung điện, bắt đàn bà con gái, lấy hết các đồ báu ngọc, rồi rút quân về. Nghệ Tông là một ông vua nhu nhược, việc gì cũng để cho người ngoại thích là Lê Quý Ly quyết đoán cả. Quý Ly là dòng dõi người ở Chiết Giang bên Tàu, tổ là Hồ Hưng Dật. Từ đời Ngũ Quý sang ở nước ta, làng Bào Đột, huyện Quỳnh Lưu. Sau ông tổ tứ đại là Hồ Liêm dời ra ở Thanh Hóa, làm con nuôi nhà Lê Huấn, cho nên mới đổi họ là Lê. Lê Quý Ly có hai người cô lấy vua Minh Tông, một người sinh ra vua Nghệ Tông, một người sinh ra vua Duệ Tông. Vì thế cho nên Nghệ Tông càng tin dùng lắm, phong cho làm khu mật đại sứ, là gia tước Trung Tuyên Hầu. Năm Nhâm Tý 1372, Nghệ Tông truyền ngôi cho em là Kính, rồi về ở phủ Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Ba La Mã Trần Duệ Tông, từ năm 1372 đến 1377, niên hiệu Long Khánh. Một nhỏ Việc Chính Trị. Thái tử Kính lên ngôi, tức là vua Duệ Tông, lập Lê Thị làm hoàng hậu. Lê Thị là em họ Quý Ly. Duệ Tông có tính quyết đoán hơn Nghệ Tông, nhưng mà quyền bính vẫn ở tay Nghệ Tông thượng hoàng cả. Bây giờ quân Chiêm Thành cứ sang quấy nhiễu mãi, vua Duệ Tông quyết ý đi đánh báo thù, bèn hạ chiếu luyện tập quân lính, làm chiến thuyền và tích lương thảo để phòng việc chinh chiến, rồi đặt thêm quân hiệu cho Quý Ly làm tham mưu quân sự, đổi đất Hoang Châu làm Nghệ An, Diễn Châu làm Diễn Châu Lộ, Lâm Bình Phủ làm Tân Bình Phủ, rồi sai quan bắt dân sửa sang đường xá tự Cửu Chân, Thanh Hóa, cho đến huyện Hà Hoa, tức là huyện Kỳ Anh bây giờ. Hai nhỏ Sự Thi Cử, tuy bấy giờ lo việc võ bị nhiều, nhưng cũng không quên việc văn học. Năm Giáp Dần 1374, mở khoa thi tiến sĩ, lấy hơn 50 người cho áo mũ vinh quy. Trước vẫn có thi thái học sinh, đến bấy giờ mới đổi ra là thi tiến sĩ. Ba nhỏ Việc Đánh Chiêm Thành. Năm Bính Thìn 1376, quân Chiêm lại sang phá ở Hóa Châu. Duệ Tông định thân chinh đi đánh, Đinh Thần can không được, sai quân dân Thanh Hóa, Nghệ An vận tải 5 vạn thạch lương vào Hóa Châu, rồi rước thượng hoàng lên duyệt binh ở Bạch Hạc. Nhân năm ấy vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga đem sang cống 15 mâm vàng, hoàng trấn thủ Hóa Châu tên là Đỗ Tử Bình lấy đi. Rồi dân sớ về nói dối rằng Chế Bồng Nga ngạo mạn vô lễ, xin vua cử binh sang đánh. Được tin ấy, Duệ Tông quyết ý đi đánh, sai Quý Ly đốc vận lương thực đến cửa bể Di Luân thuộc huyện Bình Chính, Quảng Bình, và tự lĩnh 12 vạn quân cả thủy bộ cùng tiến, đi đến cửa bể Nhật Lệ ở làng Đồng Hới, huyện Phong Lộc, Quảng Bình, đóng lại một tháng để luyện tập sĩ tốt.
qua tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1377 mới tiến quân vào cửa Thị Nại, tức là cửa Quy Nhơn, đánh lấy đồn Thạch Kiều và động Kỳ Mang, rồi kéo quân đến đánh thành Đồ Bàn. Chú thích: thành Đồ Bàn bây giờ hãy còn di tích ở huyện Tuy Viễn, tỉnh Khánh Hòa. Thành Đồ Bàn nay thuộc địa phận xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn và cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 27 km về hướng Tây Bắc, là kinh đô Chiêm Thành. Chế Bồng Nga lập đồn giữ ở ngoài thành, rồi cho người sang giả hàng, nói rằng Chế Bồng Nga đã bỏ thành chạy trốn rồi, chỉ còn có thành không mà thôi, xin tiến binh sang ngay. Duệ Tông lấy điều ấy làm thật, hạ lệnh truyền tiến binh vào thành. Đại tướng là Đỗ Lễ can mãi, vua không nghe. Khi quân gần đến thành Đồ Bàn, quả nhiên bị cung chim đổ ra vây đánh, quan quân thua to, Duệ Tông chết ở trận, tướng sĩ quân lính chết 10 phần đến 7-8. Bấy giờ Đỗ Tử Bình lĩnh hậu quân, không đem binh lên cứu. Lê Quý Ly cũng bỏ chạy về. Thế mà hai người về kinh, Nghệ Tông Thượng Hoàng chỉ giáng Đỗ Tử Bình xuống làm lính mà thôi. Bốn La Mã, Trần Phế Đế. Từ năm 1377 đến 1388, niên hiệu Xương Phù. Thượng Hoàng được tin Duệ Tông chết trận rồi, bèn lập con Duệ Tông là Hiển. Chú thích: nhiều tài liệu phiên là Hiển. Hết chú thích. Lên núi ngôi, tức là vua Phế Đế. Một nhỏ, Chiêm Thành sang phá Thăng Long. Quân Chiêm Thành đã phá được quân An Nam và giết được Duệ Tông rồi. Qua tháng sau đem quân sang đánh Thăng Long. Thượng Hoàng nghe tin giặc đến, sai tướng ra giữ Đại An Hải Khẩu. Giặc biết chỗ ấy có phòng bị, đi vào cửa Thần Phù, sông Chính Đại, thuộc huyện Yên Mô, Ninh Bình, rồi lên cướp phá thành Thăng Long, không ai chống giữ được. Tháng 5 năm Mậu Ngọ 1378, quân Chiêm Thành lại sang đánh đất Nghệ An, rồi lại vào sông Đại Hoàng, lên đánh Thăng Long lần nữa. Quân Chiêm Thành biết nước Nam suy nhược, cứ sang cướp phá. Năm Canh Thân 1380, lại sang phá ở đất Thanh Hóa, Nghệ An. Vua sai Lê Quý Ly lĩnh thủy binh, Đỗ Tử Bình lĩnh bộ binh vào giữ ở Ngu Giang, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Lê Quý Ly đánh đuổi được quân Chiêm về. Đến năm Nhâm Tuất 1382, quân Chiêm lại sang đánh ở đất Thanh Hóa. Lê Quý Ly cùng với tướng quân Nguyễn Đa Phương giữ ở bến Thần Đầu, Ninh Bình. Nguyễn Đa Phương phá được quân Chiêm, đuổi đánh đến đất Nghệ An mới thôi. Từ khi đánh được trận Ngu Giang và trận Thần Đầu, quân thế An Nam đã hơi nổi. Cho nên sang tháng Giêng năm Quý Hợi 1383, Thượng Hoàng sai Quý Ly đem chiến thuyền đi đánh Chiêm Thành. Quý Ly vào đến lại bộ Nương Loan, tức là cửa Nương Loan, bây giờ ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Phải bảo đánh nát mất nhiều thuyền, lại phải rút quân về. Qua tháng 6 năm ấy, Chế Bồng Nga cùng với tướng là La Khải đem quân đi đường Sơn Lộ ra đóng ở Khổng Mục, đất Quảng Oai. Ở Kinh Sư nghe tin giặc Chiêm lại sang, Thượng Hoàng sai tướng là Mật Ôn ra giữ ở châu Tam Kỳ, ở địa hạt Quốc Oai. Nhưng Mật Ôn bị quân Chiêm đánh bắt mất. Thượng Hoàng sợ hãi, sai Nguyễn Đa Phương ở lại Kinh Sư làm đồn giữ thành, rồi cùng với vua chạy sang Đông Ngạn. Bấy giờ có người níu thuyền lại, xin Thượng Hoàng cứ ở lại Kinh Sư mà chống giữ với giặc. Thượng Hoàng không nghe. Quân Chiêm Thành bấy giờ ra vào nước Nam ta như đi vào chỗ không người. Cho nên trong mấy năm mà vào phá Kinh Thành 3 lần. 3 lần Thượng Hoàng cùng Đế Hiển phải bỏ thành mà chạy. Thế mà đến khi giặc về rồi cũng không sửa sang gì để phòng bị về sau. Thật là làm nhục cái tiếng con cháu Trần Hưng Đạo Vương. Hai nhỏ, tình thế nước Nam. Trong nước bấy giờ dân tình đói khổ, nhà vua thì sợ giặc phải đưa của đi chôn ở trên núi Thiên Kiện, tức là núi Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Ở ngoài bờ cõi thì người Chiêm nay vào đến chỗ này, mai vào phá chỗ khác. Nhà nước mỗi ngày một hèn yếu, đến nỗi phải nhờ đến lũ tăng nhân là bọn Đại Nạn Thiền Sư đi đánh giặc Chiêm. Thuế má thì ngày càng nặng, trước dân An Nam cứ phải định ngạch chịu thuế. Sống không kể, chết không trừ. Ai đã làm lính thì cả đời chỉ phải làm lính, chứ không bao giờ được làm quan. Còn những người có điền thổ thì phải đóng tiền, ai không có gì thì thôi. Khi nào có binh sự
thì những người có ruộng, có đồng dâu hay là có đầm cá phải chịu thóc, tiền và vải để cho quân dùng. Đến nay giặc giã luôn, kho tàng trống hốc. Đỗ Tử Bình. Chú thích: Đỗ Tử Bình trước đi đánh Chiêm Thành có tội, phải đày đi làm lính, nay không biết làm thế nào đã được phục chức. Hết chú thích. Xin với vua, bắt mỗi xuất đinh mỗi năm phải đóng 3 quan tiền thuế. Thuế thân sinh ra từ đấy. Ba nhỏ, nhà Minh sách nhiễu. Ở bên Tàu thì bây giờ nhà Minh đã dứt được nhà Nguyên, lại có ý dòm đất An Nam, thường thường cho sứ đi lại sách cái nọ, đòi cái kia. Năm Giáp Tý 1384, Minh Thái Tổ cho sứ sang Bắc An Nam, phải cấp 5.000 thạch lương cho quân nhà Minh đóng ở Vân Nam. Năm sau 1385, lại cho sứ sang đem 20 tăng nhân An Nam về Kim Lăng, rồi lại đòi phải cống cây quý, phải nộp lương, chủ ý là xem tình thế nước Nam ra thế nào. Bốn nhỏ, Nghệ Tông thất chính. Vua Nghệ Tông tuy giữ quyền chính trị, nhưng việc gì cũng do ở Lê Quý Ly. Triều thần thì chỉ có những mặt xu nịnh, người nào cũng chỉ lo lấy thân mà thôi. Việc nước an nguy thế nào không ai lo nghĩ đến. Những người tôn thất như Trần Nguyên Đán, chú thích, là cháu Tằng Tôn Trần Quang Khải. Thấy quốc chính rã rời, xin về trí sĩ. Một hôm Thượng Hoàng đến thăm bàn hậu sự, Nguyên Đán tâu rằng: Xin bệ hạ thờ nhà Minh như cha, yêu nước Chiêm Thành như con, thì quốc gia sẽ không việc gì, mà lão thần chết cũng không hẩm. Ấy là chỉ bàn những chuyện làm tôi tớ mà thôi, chứ không có chí muốn cho nước mình cường thịnh. Nguyên Đán biết rằng Quý Ly sau này tất cướp ngôi nhà Trần, bèn kết làm thông gia. Vì thế cho nên sau dòng dõi nhà Trần chết cả, duy chỉ có con cái nhà Nguyên Đán được phú quý mà thôi. Nghệ Tông Thượng Hoàng thì cứ mờ mịt, không biết ai trung ai nịnh, vẫn tưởng là Lê Quý Ly hết lòng với nhà vua, bèn cho Lê Quý Ly gươm và cờ có chữ đề rằng: Văn võ toàn tài, quân thần đồng đức. Lê Quý Ly làm thơ nôm dân tạ. Năm nhỏ, Lê Quý Ly mưu giết Đế Hiển. Bây giờ Đế Hiển thấy Thượng Hoàng yêu dùng Quý Ly, mới bàn với các quan rằng: Nếu không trừ đi, rồi sao tất thành ra vạ to. Quý Ly biết mưu ấy, đến kêu vang với Thượng Hoàng rằng: Cổ lai chỉ bỏ cháu nuôi con, chứ chưa thấy ai bỏ con nuôi cháu bao giờ. Thượng Hoàng nghe lời, xuống chiếu trách Đế Hiển còn tính trẻ con, và lại có ý hại kẻ công thần, làm nguy xã tắc. Vậy phải giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương, và lập Chiêu Định Vương là con Nghệ Tông lên nối ngôi. Khi tờ chiếu ấy bố cáo ra ngoài, có mấy người tướng quân đã toan đưa quân vào điện cứu Đế Hiển ra. Nhưng vua viết hai chữ giải giáp và không cho được trái mệnh của Thượng Hoàng. Sau Đế Hiển bị thắt cổ chết, còn những tướng sĩ đồng mưu giết Quý Ly đều bị hại cả. Năm La Mã, Trần Thuận Tông. Từ năm 1388 đến 1398, niên hiệu Quang Thái. Một nhỏ, Phạm Sư Ôn khởi loạn. Nghệ Tông Thượng Hoàng đã nghe Quý Ly mà giết Đế Hiển, rồi lập người con út của mình là Chiêu Định Vương lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Bấy giờ trong triều thì Lê Quý Ly chuyên quyền, chọn những chân tay cho cai quản các đội quân để làm vây cánh. Ngoài các trấn thì giặc giã nổi lên nhiều lắm. Ở Thanh Hóa có tên Nguyễn Thanh, tự xưng là Linh Đức Vương. Làm loạn ở Lương Giang, tên Nguyễn Kỵ tự xưng là Lỗ Vương, làm loạn ở Nông Cống. Ở Quốc Oai thì có người sư tên là Phạm Sư Ôn, nổi lên đem quân về đánh Kinh Sư. Thượng Hoàng, Thuận Tông và triều đình phải bỏ chạy lên Bắc Giang. Phạm Sư Ôn lấy được Kinh Sư ở 3 ngày rồi rút về Quốc Oai. Bấy giờ có tướng quân là Hoàng Phụng Thế đóng ở Hoàng Giang. Chú thích: Hoàng Giang là khúc sông Hồng Hà ở về huyện Nam Sang, Hà Nam. Để phòng giữ quân Chiêm Thành, nghe tin Sư Ôn phạm đất Kinh Sư mới đem quân về đánh lẻn bắt được Sư Ôn và phá tan giặc ấy. Hai nhỏ, Chế Bồng Nga tử trận. Năm Kỷ Tỵ 1389, Chế Bồng Nga lại đem quân ra đánh Thanh Hóa. Vua sai Lê Quý Ly đem binh vào chống giữ ở làng Cổ Vô.
quan quân đóng cọc ngăn sông ra giữ nhau với giặc hơn 20 ngày. Giặc bèn phục binh rồi giả tản rút quân về. Lê Quý Ly đem quân thủy bộ đuổi đánh, bị phục binh của giặc đổ ra đánh, giết hại mất nhiều. Quý Ly trốn chạy về kinh, để người tùy tướng là Phạm Khả Vĩnh và tướng quân là Nguyễn Đa Phương chống nhau với giặc ở Ngu Giang. Bọn Nguyễn Đa Phương thấy quân mình yếu thế, giả tản bày cờ dàn thuyền ra, rồi đến đêm rút quân về. Qua tháng 11, quân Chim lại vào sông Hoàng Giang. Thượng hoàng sai quan đô tướng là Trần Khát Chân. Chú thích: Trần Khát Chân là dòng dõi Trần Bình Trọng. Đó, chú thích: đem binh đi chống giữ với giặc, Trần Khát Chân khóc và lạy rồi ra đi. Thượng hoàng cũng khóc. Xem thế thì biết vua tôi nhà Trần bấy giờ lấy quân Chim Thành làm khiếp sợ lắm. Trần Khát Chân đem quân đến Hoàng Giang, xem không có chỗ nào đóng quân được tiện lợi, bèn rút về đóng ở sông Hải Triều, ở vào địa phận huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, tức là ở sông Luộc. Đến tháng Giêng năm Canh Ngọ 1390, chế Bồng Nga đi thuyền đến xem hình thế quân của Trần Khát Chân. Bấy giờ có thằng đầy tớ của chế Bồng Nga có tội, sợ phải giết, chạy sang hàng với Trần Khát Chân. Nhân khi chế Bồng Nga đem hơn 100 chiếc thuyền đến gần trại của quân nhà Trần đóng, tên đầy tớ ấy chỉ cái thuyền của chế Bồng Nga cho Khát Chân. Khát Chân mới truyền lấy súng bắn vào thuyền ấy, chế Bồng Nga trúng phải đạn chết. Quan quân đổ ra đánh, quân Chim thấy quốc vương chết đều bỏ chạy cả. Quan quân đánh đuổi rồi cắt lấy đầu chế Bồng Nga đem về dân triều đình. Thượng hoàng thấy đầu chế Bồng Nga, tự ví mình như Hán Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ, rất là vui vẻ. Đoạn rồi định công thưởng tướng cho các tướng sĩ. Tướng Chim Thành là La Khải đem xác chế Bồng Nga hỏa táng xong rồi, đem quân trở về nước, chiếm lấy ngôi vua Chim Thành. Hai người con chế Bồng Nga phải chạy sang hàng An Nam, đều được phong tước hầu cả. Ba nhỏ, Lê Quý Ly chuyên quyền. Từ khi giặc Chim đã yên, Lê Quý Ly càng ngày càng kiêu hãnh. Bao nhiêu những người mà không tòng phục mình thì xui thượng hoàng giết đi. Hoàng tử, thân vương đều bị giết hại, mà thượng hoàng thì cứ tin Quý Ly một cách lạ lùng. Sĩ phu có người dân sớ tâu với thượng hoàng rằng Quý Ly có ý muốn dòm cơ nghiệp nhà Trần, thì thượng hoàng lại đưa sớ cho Quý Ly xem. Cho nên những người trung thần không ai nói năng gì nữa. Uy quyền của Quý Ly một ngày một to, vây cánh một ngày một nhiều. Thượng hoàng sao tỉnh dần dần lại biết lấy làm sợ, nhưng đã chậm lắm rồi. Thế không sao được nữa, mới bắt người vẽ cái tranh tứ phụ cho Quý Ly. Trong tranh ấy vẽ ông Chu Công giúp vua Thành Vương, ông Hoắc Quang giúp vua Chiêu Đế, ông Gia Cát Lượng giúp vua Hậu Chủ, ông Tô Hiến Thành giúp vua Lý Cao Tông. Rồi bảo Quý Ly rằng nhà ngươi giúp con trẫm cũng nên như thế. Một hôm thượng hoàng gọi Quý Ly vào trong điện mà bảo rằng: nhà ngươi là thân tộc, cho nên bao nhiêu việc nước trẫm đều ủy thác cho cả. Nay quốc thế suy nhược, trẫm thì già rồi, ngày sau con trẫm có nên giúp thì giúp, không thì nhà ngươi tự làm lấy. Thượng hoàng bắt chước câu ấy của ông Lưu Bị nói với ông Khổng Minh ngày trước, tưởng để mua chuộc được lòng Quý Ly. Quý Ly cởi mũ, cấu đầu khóc lóc mà thề rằng: nếu hạ thần không hết lòng, hết sức giúp nhà vua, thì trời tru đất diệt. Vả ngày trước linh đức vương, tức là phế đế, có lầm làm hại, nếu không có uy linh của bệ hạ thì nay đang ngậm cười dưới đất, còn đâu ngày nay nữa mà mài thân nghiền cốt để báo đền vạn nhất. Vậy hạ thần đâu có ý gì khác, xin bệ hạ tỏ lòng ấy cho và đừng lo gì. Bốn nhỏ, Nghệ Tông mất. Đến tháng Chạp năm Giáp Tuất 1394 thì thượng hoàng mất, trị vì được 3 năm, làm thái thượng hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi. Nghệ Tông là ông vua rất tầm thường, chí khí đã không có, trí lự cũng kém hèn, để cho kẻ gian thần lừa đảo giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những kẻ trung thần nghĩa sĩ, cứ yêu dùng một Quý Ly cho được quyền thế, đến nỗi làm siêu đổ cơ nghiệp nhà Trần. Dẫu rằng đến khi vận nước đã suy, không có điều này cũng có điều nọ, tựa hồ người đã già không phải bệnh nọ thì cũng mắc bệnh kia, nhưng cứ sự thật mà xét thì cũng vì vua Nghệ Tông cho nên cơ nghiệp nhà Trần mới mất về tay Quý Ly.
mà cũng vì sự rối loạn ấy, cho nên giặc nhà Minh mới có cớ mà sang cướp phá nước Nam trong 20 năm trời. 6. La Mã. Lê Quý Ly mưu sự khoáng đoạt. Nghệ Tông mất rồi, Quý Ly lên làm phụ chính Thái Sư, vào ở trong điện. Dịch Thiên Vô Giật ra chữ Nôm để dạy vua và bắt người ta gọi là phụ chính cai giáo hoàng đế. Từ đấy Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để chật đường khoáng đoạt. Việc trong nước, Quý Ly xếp đặt lại cả, hoặc để mua chuộc lấy những người vây cánh. Một nhỏ, việc tài chính. Quý Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền của dân. Tờ giấy ăn 10 đồng thì vẽ cây rơi bể, ăn 30 đồng thì vẽ cái sóng, ăn 1 tiền thì vẽ đám mây, 2 tiền thì vẽ con rùa, 3 tiền thì vẽ con lân, 5 tiền thì vẽ con phượng, 1 quan thì vẽ con rồng. Hễ ai làm giấy giả thì phải tội chém. Khi đã có dấu đóng rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu, còn bao nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua. Ai mà giấu giếm thì phải tội như là tội làm giấy giả vậy. Việc ruộng đất thì khi trước những nhà tôn thất cứ sai đầy tớ ra chỗ đất bồi ở ngoài bể, đắp đê để một vài năm cho hết nước mặn, rồi khai khẩn thành ruộng để tư trang. Này Quý Ly lập lệ rằng, trừ những bậc đại vương công chúa ra, thì những người thứ dân không được có hơn 10 mẫu. Ai có thừa ra thì phải đưa nộp quan, ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội. Hai nhỏ, việc học hành. Từ trước thì phép thi không có định văn thể, bây giờ định lại làm tứ trường văn thể và bỏ thi ám tả. Nhất trường làm bài kinh nghĩa, nhị trường làm bài thi phú, tam trường làm chiếu, chế, biểu, tứ trường làm bài văn sách. Còn như kỳ thi thì năm trước thi hương, năm sau thi hội. Ai đã trúng hội thì vào thi một bài văn sách nữa để định cao thấp. Những quan làm giáo chức ở các lộ, phủ, châu thì được cấp ruộng. Như ở các lộ thì có quan đốc học, ở phủ và châu lớn thì quan giáo thụ được ruộng 15 mẫu, ở phủ và châu vừa thì được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu. Ba nhỏ, việc cai trị. Ở trong triều thì Quý Ly định lại phẩm phục của các quan. Nhất phẩm mặc áo sắc tía, nhị phẩm sắc đỏ, tam phẩm sắc hồng, tứ phẩm sắc lục, ngũ lục thất phẩm sắc biếc, bát cử phẩm sắc xanh, vô phẩm và hoàng nô sắc trắng. Chú thích: hoàng nô là đầy tớ nhà quan. Hết chú thích. Ở ngoài thì cải các lộ làm trấn và đặt thêm quan chức ở lộ phủ vân vân. Thanh Hóa đổi ra Thanh Đô trấn. Quốc Oai là Quảng Oai trấn. Đà Giang lộ là Thiên Hưng trấn. Nghệ An lộ là Lâm An trấn. Tràng An lộ là Thiên Quang trấn. Diễn Châu lộ là Vọng Giang trấn. Lạng Sơn phủ là Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ là Tây Bình trấn, và bỏ các ti xã, chỉ để quản giáp như cũ mà thôi. Ở các lộ, phủ, châu, huyện thì đặt lại quan chức. Lộ thì đặt chánh phó an phủ sứ, phủ thì đặt chánh phó trấn phủ sứ, châu thì đặt thông phán, thiên phán, huyện thì đặt lĩnh úy, chủ bạ. Lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện. Lộ nào cũng phải có một tập sổ sách về những việc đinh, điền, kiện tụng. Đến cuối năm thì đệ về kinh để kê cứu. Quý Ly lại phân nước ra từng hạt một, đặt chức đô đốc, đô hộ, đô thống, tổng quản, thái thú để phong cho những người vây cánh của mình. Bốn nhỏ, lập Tây Đô. Quý Ly định dời kinh đô vào Thanh Hóa cho dễ đường thoáng đoạt, bèn sai quan vào xây thành Tây Đô ở động Yên Tôn. Nay còn di tích ở xã Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc, tục gọi là Tây Giai. Đến năm Bính Tý 1396, Quý Ly bắt Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Qua tháng 3 năm sau, Quý Ly lập mưu cho người đạo sĩ vào trong cung, xui Thuận Tông nhường ngôi mà đi tu tiên. Thuận Tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu tiên ở cung Bảo Thanh, tại núi Đại Lại, thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Năm nhỏ, sự phế lập Trần Thiếu Đế. Từ năm 1398 đến 1400, Quý Ly bắt Thuận Tông nhường ngôi rồi, lập thái tử là Án lên làm vua. Thái tử bấy giờ mới có 3 tuổi, tức là Thiếu Đế, niên hiệu là Kiến Tân. Lê Quý Ly làm phụ chính, tự xưng làm Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông đi. Bấy giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hãn,
thượng tướng quân là Trần Khắc Chân lập hội để mưu trừ Quý Ly. Chẳng may sự lộ ra, bị giết đến hơn 370 người. Chú thích: nay ở Thanh Hóa có nhiều nơi làm đền thờ Trần Khắc Chân. Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của thiên tử. Đến tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Quý Ly bỏ thiếu đế rồi tự xưng làm vua thay ngôi nhà Trần. Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế, hàng 12 ông vua, được 175 năm. Công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị luật lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra, lại chống với nhà Nguyên giữ được Giang Sơn, lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Nhưng chỉ có điều luân thường trong nhà thì bậy, cô cháu, anh em trong họ cứ lấy lẫn nhau, thật là trái với thế tục. Còn như cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Vũ Tông và vua Nghệ Tông. Vũ Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc nước, và lại làm loạn cả cương kỷ, để đến nỗi dân nghèo nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian, để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nối giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy.